Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip nữa. Thì trong cái video này nó có hơi ồn nha các bạn. Có tiếng máy nó nổ hơi ồn với tiếng nhỏ á. Các bạn thông cảm mình nha. Đó, hôm nay là anh em mình đã quyết định hạ phục con Winner nha các bạn. Hạ phục con Winner luôn. Này quyết định sẽ hạ phục con Winner xuống. Đó, nếu bạn thấy video này hay cho mình một like và một đăng ký nha các bạn. Giờ mình sẽ tháo hai con đốc này ra ha. Hạ phục xuống đi cho nó đầm các bạn ơi. Hạ xuống có khoảng hơn phân nha các bạn. Đều hai bên luôn ha. Đó, tháo tất cả là bốn con ốc lên nữa nè. Ồn quá các bạn ơi. Hiện tại tiếng máy bên kia đang ồn quá. Máy bên kia đang ồn quá nên mình nói chuyện nó có thể hơi bị ổn nha các bạn. Phục sau thì đi phục gì anh? Vết leo hả? Vết leo hai chai hả? À, sao? Phục trước xuống cỡ hơn phân hả? Xuống cỡ phân tư. Phân tư hả? Phân tư xuống dưới đây luôn đúng không? Ừ. Cái khúc này. Đồ hạ xuống là hơi bị đầm lắm nha. Chạy lướt gió luôn nha các bạn ơi. Giờ người ta hạ phục rất là nhiều rồi, giờ anh em mình mới chơi cái môn này. Công nhận cái phục của Winner nó chắc thiệt. Ti nó to. Đó. Phần tư đeo phần này có tay thôi, không nữa nè, đeo ngón nè. Đây các bạn ha, thì mình tháo cái dàn áo ra, lộ ra cái phục thì mình sẽ tiến hành tháo bốn con ốc này ra ha, tiến hành hạ phục ha. Thì xuống tới phân tư rồi các bạn ơi, không xuống nhiều. Nói chung là bạn nào mà đi Winner mà thấy cao quá thì hạ phục xuống, hoặc là làm Austin Boy gì đó, đua cũng được, hạ xuống đua thầy luôn. Này con ha. Đây, tháo ra là cái phục thứ nhất rồi các bạn ơi. Mình sang cái phục thứ hai nè. Ok các bạn ha. Thì sau khi tháo hai cái phục ra thì anh em mình đang đo và cân lại ha. Thì nói chung là mình đo mình hạ xuống có phân tư đây các bạn. Trời đúng có vừa luôn không? Ngay cái chốc rồi mà hạ xuống phân tư như cái này nè. Là mình đánh dấu ngay mức này phân tư, xong rồi cái khoảng này là mình sẽ lấy cái máy cắt, mình cắt ra cái khoảng giống như cái khoảng ở bên đây nha các bạn. Đó, để đi khi mình vô cuộc nó có cái chốt cái phe gài á nó bị tuột nha. Ok, thì đánh dấu cỡ đó là được rồi. Chắc đa số anh em đều hạ cỡ phân tư phân dưới. Đây gánh đây hả? Dây điện hả? Kiếm cái dĩa cắt nữa. Đúng rồi. Lên kẹp luôn cho dễ. Đây, hay phục nha các bạn. Đó, phần tư à. Anh em bây giờ đang tiến hành cắt ra nha. Ok các bạn ơi, sau khi mình lấy máy mình cắt một chút thôi nha các bạn. Mình tạo cái điểm G để mình vô cái cuộc thôi ha. Đó, từ đầu trên xuống có khoảng phân tư. Đó, tùy các bạn hạ thôi. Thì mình giờ mình lấy cái cây mài mình mài cho nó đều chút ha. Đây là cây vừa cắt xong nè. Thì nó mình sẽ mài lại ha, lại mài lại cho nó đều. Ok. Đây. Cây này đã mài rồi các bạn ạ. Đây, đã mài rồi này nha. Đó, mình chủ yếu mình tạo cái G thôi nha các bạn. Ok. Đây. Rồi, đây. Tiến hành ra cái xe Winner.
thì anh em mình mấy lần đầu họ cuộc thôi, thì cũng nghiên cứu trên mạng coi quay nha, các bạn nào mà có ý kiến thì đóng góp cho mình thêm ha. Cũng là nghiệp dư thôi, cũng hạ cho bạn xem thôi ha. Đây đó, ok, ra xe rồi nha các bạn, 1/4 quá dữ. Đó, bạn thấy cái lỗ này không? Đó, cái lỗ này là cái lỗ tiếng dòng lúc nãy mình cắt đó, mình mài chút đó, thì nó đưa vô đây là con ốc bạn vô đây là nó giữ lại nha các bạn. Đó. Rồi, cho mấy anh em mình sẽ gắn vô nha. Đây. Giờ tiến hành gắn ốc lên thôi. Cái gờ nó nằm ngay cái chốt ở trong rồi quá. Nằm ngay ốc nè, nằm ngay cái ốc á hả? Cái gờ nó ấy mình là cắt là nó nằm ngay con ốc đó nha, để giữ nha. Nếu mà các bạn không làm điểm gờ là giống như cái đầu trên nè. Đầu trên đầu này nè. Là đến khi mà ẩu quá đi nó sắp nó tụt xuống hết rồi. Đó, nó tụt cái này nha các bạn nè. What the hell? Ok ha. Rồi. Nè, mình quay mình nó quay dở quá, nó còn là sâu bên trong rồi. Đó, nó có cái gờ muốn lấy là mình cắt á, nó nằm ngay đây nha các bạn. Nhìn máy nó ồn quá. Rồi sao bạn nhìn hạ phục hả bạn? Nhìn hạ phục Mario hả? Mario nhìn hạ phục hả? Ok, giờ vô cái phục bên kia nữa nha. Hạ cái phục xuống thì cái xe cái đầu trước nó sẽ thấp xuống một chút các bạn. Rồi, ok, đến khi mình gắn vô rồi thì mình sẽ canh lại cho nó chuẩn nha các bạn, cho cái cốt giữa hai cái đầu luôn ha, coi nó đều chưa, canh lại chút nữa là ok. Giờ anh em mình sẽ canh lại nha các bạn ha, nãy giờ canh chưa đều. Ổn quá các bạn ơi, nãy giờ máy hơi này kia nó kêu ổn quá, trong video nên nói không được nhiều. Để mình chơi thôi, đúng không? Ok ha, giờ canh lại chút nữa cho chuẩn đã. Rồi xoay ok chưa? Nãy nó hơi cứng cứng rồi. Cạo thấy cạo là đều rồi. Nói chung là mình anh em mình không có gọi là chuyên nghiệp lắm, nhưng cũng phải canh chuẩn chút nha các bạn ha. Rồi mình sẽ tạm dừng tại đây ha, để mình phụ tháo lắp vô xong rồi sẽ quay tiếp cho bạn xem ha. Rồi, ok. Ok anh em ơi, tình hình là mới vô xong hai cái phục là ok, chỉnh canh lại đầy đủ ha. Đó, bây giờ là nó đã hạ xuống cả 1/4 rồi các bạn ơi. Đó, hai bên luôn ha. Ok các bạn ha, thì lắp xong rồi nha các bạn. Lắp dàn áo cái đồ xong, giờ mình đang quay sang là nhìn thấy cái phục nó hạ xuống rõ rệt luôn ha. Đây nè, thì nó thấp xuống rõ rệt luôn nha các bạn. Đó, xe nó hồi đầu cao thì cao luôn, bây giờ nó thấp xuống rồi nè. Đó, xuống cả gần 1/2 mà các bạn. Rồi, ok ha. Đó. Nhìn ok thì cho tao anh thử ngồi lên coi, ngồi lên hạ cho trông xuống coi. Má ơi nó lùn thiệt. À, em cao em cao mà ngồi lên chắc cũng. Các bạn nhìn thấy trước là nó có bị chậm. Tay á bị chậm. Bị chậm hả? Có đèo không cái gì? Nó có động không? Không động, không động. Hết tốt rồi. Không có động. Vậy là vừa. Ừ, vậy là vừa, ok là không có động. Rồi, ok các bạn ha, thì xong rồi nha các bạn. Đó, anh em mình hạ phục xong rồi nha, chắc sẽ kết thúc video tại đây thôi ha. Còn cái phục sau nữa, phục sau thì để quay sau đi.
Còn cái phục sau lên phục red leo nha các bạn. Đúng rồi. Ok nha, mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp các bạn trong các clip tiếp theo. Nếu thấy hay cho mình một like và một đăng ký. Quá trình học phục anh em mình xong rồi đó. Xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn trong các clip sau.